chào ngày mới các bạn khán giả thân mến. Thời tiết mưa ẩm ở miền Bắc mấy ngày qua chắc hẳn đã gây không ít phiền toái cho các bạn phải không ạ? Sang ngày hôm nay thì mưa phùn nồm ẩm vẫn sẽ tiếp diễn, thế nhưng mà trạng thái này chỉ duy trì nốt ngày hôm nay thôi. Từ ngày mai nồm ẩm sẽ dần biến mất khi mà không khí lạnh về, gây mưa rông diện rộng cho miền Bắc. Mưa trong giai đoạn ra mùa thế này thì rất dễ kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét này, mưa đá hay là gió giật. Vì thế nếu như các bạn đang ở ngoài đường mà thấy cơn dông kéo đến thì hãy mau chóng tìm nơi tránh trú kiên cố an toàn nhé.